Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm serum thâm X2 nhãn hiệu Huyền Phi Cosmetics sản xuất ở Hà Nội do mẫu kiểm nghiệm sản phẩm chứa hydroquinone là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn, ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng sản phẩm serum thâm X2, nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.